Xin kính chào tất cả quý thầy cô. Tiếp nối các cái video clip trước nói về việc thăng hạng cho giáo viên theo các cái thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông theo các cái thông tư liên tịch như là thông tư liên tịch số 20 21, 2 và 23. Thì một vấn đề đặt ra ở đây đó là có phải giáo viên nào cũng được xét thăng hạng khi chúng ta có đủ điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Ví dụ như chúng ta có cái bằng đại học, đúng không? Có bằng đại học, hoặc là có bằng hoặc là bằng cao đẳng, hoặc là chúng ta có các cái chứng chỉ về ngoại ngữ. Đó. Hoặc là có chứng chỉ về tin học, hoặc là một cái chứng nhận, hoặc là chứng chỉ về cái bồi dưỡng thăng hạng, hoặc là chứng nhận nhận về giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc là cấp tỉnh. Đó. Khi đã đủ điều kiện về trình độ đào tạo và bồi dưỡng thì quý thầy cô liệu có được mặc nhiên là xét thăng hạng hay không? Và một cái nữa là khi chúng ta đã đủ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, vân vân thì chúng ta có được xét thăng hạng hay không? Xin thưa quý thầy cô là chúng ta chưa chắc được xét chọn để thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Tại sao mà tôi nói là chưa chắc, quý thầy cô biết không? Thì mời quý thầy cô chúng ta xem lại ở cái điều 7 của các cái thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23 là nói về cái nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với viên chức. Chúng ta xem ở ý 1 là chúng ta có nêu việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức. Cái ý này nêu như thế thì quý thầy cô hiểu như thế này. Ví dụ như ở một trường là quý thầy cô chỉ được phân công giảng dạy ở lớp thôi. Thì quý thầy cô sẽ rất khó để được dự xét thăng hạng so với những trường hợp là quý thầy cô được phân công, được mời tham gia các cái nhiệm vụ của nhà trường cũng như của phòng giáo dục hay là sở giáo dục đào tạo. Ví dụ như là mời chúng ta tham gia biên tập tài liệu rồi chương trình để bồi dưỡng cho giáo viên, hay là tham gia tổ chức là tập huấn báo cáo viên, ý nói là những giáo viên mà cốt cán, hoặc là chúng ta tham gia chấm sáng kiến kinh nghiệm, hoặc là tham gia đánh giá cũng như là hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh, hoặc là chúng ta chủ trì một cái buổi sinh hoạt chuyên môn, nghĩa là vị trí của chúng ta là một tổ trưởng chuyên môn, hay là chúng ta tham gia công tác là kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ do trường tổ chức, công tác kiểm tra nội bộ đó, hoặc là do phòng giáo dục đào tạo, sở dục đào tạo điều động để chúng ta cùng tham gia với đoàn kiểm tra, hoặc là chúng ta được phân công là ra đề rồi chấm thi học sinh giỏi vân vân. Nếu giáo viên chúng ta được phân công, được mời tham gia ở trường hoặc là ở phòng, ở sở thì chúng ta mới có khả năng được đề cử xét thăng hạng. Và một điều cũng cực kỳ quan trọng đó là chúng ta phải được địa phương hay là cái cơ sở giáo dục, cái cơ sở mà quản lý trực tiếp chúng ta phải có nhu cầu xét thăng hạng thì chúng ta mới được cử đi dự xét. Cái phần này nhớ là cử đi, chọn cử đi nha, chứ không phải là ai đủ điều kiện về trình độ rồi đủ điều kiện tiêu chuẩn về cái năng lực chuyên môn thì sẽ được tham dự xét đâu. Mà cái cơ quan đơn vị đó phải có nhu cầu rồi sẽ chọn ra những giáo viên mà có trình độ năng lực rồi tham gia các cái nhiệm vụ như đã nói trên rồi mới là cử đi dự xét thăng hạng. Thì ngày 23 tháng 7 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có cái công văn gửi đến các cái bộ, cơ quan ngang bộ cũng như là cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban dân các tỉnh trực thuộc Trung ương thực hiện theo thẩm quyền đúng các cái quy định hiện hành về việc là tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông, công lập. Thì trong công văn này nêu rõ những đối tượng được dự xét thăng hạng. Xin giới thiệu các bạn đến cái công văn là 3.124 của Bộ Giáo dục Đào tạo ký ngày 23 tháng 7 năm 2019 mới đây thôi, là về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông, công lập và dự bị đại học năm 2019. Chúng ta lưu ý về cái mốc thời gian để xét thăng hạng
nếu chúng ta đủ điều kiện để tham dự. Rồi lưu ý là cái thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng. Trong cái ý thứ nhất muốn nói tới thẩm quyền tổ chức là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức thăng hạng giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông, giáo viên dự bị đại học là thăng hạng từ hạng 2 lên hạng nhất. Còn đối với giáo viên trung học phổ thông và giáo viên dự bị đại học sẽ thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2. Còn Bộ sẽ ủy quyền cho các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục tổ chức các cái kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên thuộc phạm vi quản lý có chức danh tương đương với chức danh chuyên viên và cán sự, bao gồm là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học thăng hạng từ hạng 4 lên hạng 3, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở thăng hạng từ hạng 3 lên hạng 2. Thì giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện như sau. Thứ nhất là cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử đi dự xét. Thứ hai, được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét. Có đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan đơn vị thuộc có thẩm quyền. Rồi có đủ trình độ đào tạo năng lực chuyên môn nghiệp vụ và chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét. Thì chúng ta lưu ý cái lộ trình triển khai đối với kỳ xét thăng hạng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức là tổ chức sơ tuyển và cử giáo viên dự xét trong tháng 7 và tháng 8 2019. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ văn bản của giáo viên dự xét của đơn vị là ngày 30 tháng 8 năm 2019. Tổ chức xét thăng hạng trong tháng 9, tháng 10. Rồi sau đó là công bố cái kết quả thăng hạng trong tháng 11 và thực hiện cái việc bổ nhiệm là hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. Còn đối với kỳ thi thăng hạng được Bộ Giáo dục Đào tạo ủy quyền thì sẽ được tổ chức thăng hạng trong tháng 9, tháng 10 năm 2019. Công bố kết quả thăng hạng trong tháng 11 năm 2019. Và sau đó là bổ nhiệm chức danh cho giáo viên. Thì kính thưa quý thầy cô, thì tôi cũng đã trao đổi với thầy cô một số cái vấn đề mà đặt ra trong việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên. Mặc dù chúng ta có đủ điều kiện về trình độ đào tạo bồi dưỡng, đủ đạt tiêu chuẩn về đạo đức chuyên môn nghiệp vụ, nhưng chúng ta cũng chưa chắc được là tham gia dự xét thăng hạng, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái vị trí chức trách nhiệm vụ được giao đối với chúng ta. Chính vì thế quý thầy cô chúng ta cũng phải bớt lo lắng, thì an tâm công tác, chứ đừng thấy giáo viên này đi học thì chúng ta cũng đi học theo, mà phải xem xét rồi mình có nằm trong cái diện được dự xét hay không, dự xét thăng hạng hay không. Thì video clip đến đây là chấm dứt. Xin chào và tạm biệt quý thầy cô.